Chào mừng tất cả các bạn đến với bộ phim ngày hôm nay, Tình yêu điên dại và niềm đam mê xe tốc độ. Cuộc tình giữa Du và Milly đã xảy ra gay cấn đến như nào? Những chuyển hướng về cuộc tình giữa hai người họ, những tình tiết giúp người xem phấn chấn ra sao? Vậy các bạn hãy cùng mình đến với bộ phim nhé. Bắt đầu bộ phim là cảnh người đàn ông đang ôm một cô gái, rồi lại đến cảnh âu yếm và cuối cùng là người đàn ông rời đi với chiếc áo dính máu và hình ảnh chiếc xe hiện ra như đang bị truy đuổi. Khởi đầu khi Du và cậu bạn đang bàn về vấn đề đi chơi gì đó và chuyển cảnh họ lại cùng nhau ngồi nói chuyện về ý tưởng của mình và đã chơi trò bắn súng cùng nhau. Rồi cảnh lại chuyển tiếp, người đàn ông tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng và có một người khác đến giục anh ta đi. Và bữa tiệc buổi tối, người dẫn chương trình, ông ta đã mở ra một bất ngờ, một thùng kín đựng những con dế. Và ông ta sẽ tặng vé giảm 50 đô cho người chiến thắng và đã có một cô gái đứng lên nhận thử thách này. Và sau đó ông ta đã mời gọi thêm người nữa để tham gia, thì anh chàng Du đã bị cậu bạn đổ ly đá vào người và đã đứng dậy. Anh buộc phải nhận thử thách, cả hai bắt đầu thử thách. Du bắt đầu thử thách và sau khi ăn được vài con thì anh đã cau mày khó chịu vì không chịu nổi. Cô nàng bên cạnh đã khiêu khích anh ta và dĩ nhiên cô ấy là người chiến thắng. Trong khi nhóm bạn đang ngồi nói chuyện với nhau thì nhóm cô nàng kia cũng đã tới và bắt chuyện và họ đã bắt đầu giới thiệu bản thân cho nhau. Họ đã nói chuyện rất hợp với nhau nhưng Du có vẻ không vui, anh đã đứng dậy và đi ra chỗ khác. Nhìn lại đám bạn đang nói chuyện rất vui vẻ với những người bạn mới, khi anh đang đứng thẫn thờ thì cô nàng đã ra và bắt chuyện. Cả hai đã gọi đồ uống, họ đã nói chuyện rất vui vẻ với nhau và đến khi ra về, hai người đã hẹn nhau vào buổi tối ngày mai và anh đã được cô cho số điện thoại. Khi về tới nhà thì cô đã kể lại chuyện hôm nay với một người đàn ông khác và khi nghe đến việc cô gặp anh chàng, anh đã lấy lý do đi ngủ và rời đi. Buổi sáng hôm sau, Du đạp xe đến cửa hàng và mua về những món đồ lạ và đã mang về nhà của anh bạn để chế tạo một khẩu súng. Và cả hai đã có nói chuyện về buổi tối ngày hôm qua và anh đã nói về buổi hẹn của mình. Cô nàng Milly đang chuẩn bị cho cuộc hẹn và cô đã nói với người đàn ông đó và hình như anh ta là anh trai cô, Du đã đến và mời cô ấy đi. Cả hai đã lái xe đi xuyên đêm và khi đến một cửa hàng và cô đã bị một gã đàn ông trêu ghẹo vỗ mông cô thì Du đã quay lại để lấy lại danh dự cho cô nhưng bị hắn ta và cho. Anh đã ói ra xe và khiến cho cô buồn cười. Cô bạn của Milly đã đến nhà và được anh trai cô nói rằng Milly đã đi chơi với Du và cả hai có một chút nói chuyện và cô cũng đã rời đi. Về phía Milly và Du, khi cô nàng đang phiêu với âm nhạc thì anh đã ra và đưa nước cho cô và cả hai đã vào trong xe tâm sự. Và anh đã hỏi cô có bạn trai chưa và cô đã nói là chưa và cả hai ôm nhau rồi thiếp đi ngủ. Tại cửa hàng nơi cô bạn Milly đang làm việc thì bạn của Du cũng đã tới. Và cả hai đã cùng nhau đi dạo và nói chuyện vui vẻ với nhau và cả hai cũng đã nhắc về cuộc tình của hai người bạn mình. Du và Milly, khi anh đang kiểm tra chiếc xe của mình thì cô đã dẫn anh đi xem chiếc xe máy tự chế đang được bán. Và cả hai đều cảm thấy rất thú vị và anh ta quyết định đổi chiếc xe ô tô để lấy xe máy đó. Aiden đã đến chúc mừng sinh nhật cô bạn của Milly và hai người kia họ cũng đã về và anh đã dũng cảm hôn cô ấy. Và tỏ tình rồi anh đã cùng cô đến bữa tiệc sinh nhật của Cathy và anh đã gặp lại được nhóm bạn của mình. Cả nhóm đã ngồi kể lại họ đã có một buổi đi chơi tuyệt vời và cả nhóm bắt đầu nói tới những trải nghiệm của mình. Cậu bạn của Du say xỉn và được lời khích lệ của bạn bè đã ra gạ tình một cô gái và bị một gã da đen ngăn lại và anh ta đã bị đánh lăn xuống sàn. Du thấy vậy liền cầm chai bia đánh vào đầu hắn khiến hắn ta bất tỉnh và họ bị đuổi đi. Trước khi đi về, Aiden đã trao nụ hôn cho cô bạn và cả nhóm đã rời đi. Cô ấy lúc sau lại ngồi với anh tải Milly và nói về những người bạn mới quen của mình và cô thật sự rất quý họ. Du và Milly sau một buổi sáng ân ái với nhau, khi họ đang làm thì không phát hiện ra có người ở bên cạnh và anh chàng và anh đã rời đi nấu đồ ăn sáng cho hai người. Sau khi tạm biệt Du bằng một cái hôn thì cô đã đi ra ngoài để anh ta lại ăn sáng với Aiden. Anh đã kể cho người bạn của mình nghe về việc anh đã bán chiếc xe hơi để đổi lấy chiếc xe máy để đưa Milly đi chơi và cả hai đã cùng nhau thưởng thức bữa sáng. Cả hai đã ra khu đất trống và thử nghiệm những món đồ họ chế tạo. Họ đã thử súng phun lửa trên con hình nộm và khi thử xong họ cảm thấy rất phấn khích. Tiếp đó là cảnh họ vui chơi cùng những cô người yêu ở trên bãi biển và đến cảnh Du ở trong phòng với người bạn gái và anh tìm đồ để đi ra ngoài. Và sau khi anh thấy cơ thể nóng bỏng của cô nhưng có vẻ anh kìm được nên không có cảnh đó và anh đã hỏi cô một số câu hỏi và trước khi đi anh đã nói anh rất yêu cô. Anh đã trèo qua cổng và gặp Aiden và cả hai đã ngồi than vãn tỏ sự khó chịu và Aiden đã ném chiếc xe đạp, chửi thế xong anh ta đi ngủ. Du lái chiếc xe về tới nhà thì gặp Milly đang ân ái với bạn anh ta và khiến Du không thể chấp nhận được nên đã hỏi Milly tại sao lại làm như vậy. Với mình và cô đã cô ngăn khuyên anh và vì tức giận đã lao vào đánh anh bạn. Mất bình tĩnh anh đã ra khỏi nhà và lái chiếc xe đi nhưng không may anh đã bị chiếc xe hơi tông trúng và ánh mắt anh lờ đi chỉ nhìn thấy người bạn đang ngăn Milly lại và ngất đi. Anh bạn và Cathy đã đến nhà Milly và anh ta không muốn vào nên đã để Cathy vào và cô đã muốn nói chuyện gì đó với Milly. Du xuất viện và anh bạn của anh đã ra đón và dẫn anh đi ngắm chiếc xe mà anh mới cải tạo lại được và khiến cho Du bất ngờ vì anh đã có chìa khóa lái xe. Cậu ta muốn kiếm cho anh một con ghệ, cả hai đã trở về nhà và anh ta đã lặng người khi thấy đống rác vẫn ở trên giường và nhờ anh bạn của mình dọn giúp. Buổi tối khi anh đang ngồi nghe nhạc và uống rượu thì Cathy đã tới thăm anh và đã mang đến những chai bia và rủ anh uống. Và khi cô bắt đầu nói về Milly và anh ta đã lặng đi một chút và xin cô một điều đó là cho anh ấy ôm cô một cái. Và cô ấy cũng đã chấp nhận và ôm anh vào lòng và anh ta bắt đầu sờ mó cơ thể của cô và đang gợi tình cô. Mặc dù cô đã nói cả hai không nên làm việc như này nhưng cô vẫn để cho anh ta làm và anh đã đè cô ra ân ái. Sáng hôm sau, Du đang ngủ thì cậu bạn đã gọi anh ta dậy và đi kiểm tra chiếc xe hơi của mình và anh ta đã bắt đầu kể những thứ mình đã độ cho xe như ống xả, thiết bị bơm dầu và cả hai đã có những kế hoạch thử nghiệm mới.
Buổi tối hôm đấy, Cathy cũng đã lên giường với Du và cho anh xem khẩu súng mình mang theo, và anh ta đang nghịch nó và cô ấy đã ngăn anh bóp cò và lấy lại. Buổi sáng hôm sau, Du lại tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân. Anh đã cùng cậu bạn thử nghiệm lại chiếc xe và anh bạn có nói ẩn ý với anh về nhóm bạn mà anh đang mây mưa và khuyên anh điều đó thật không tốt. Cậu bạn anh khi nhờ anh đưa cho cái tô vít thì thấy anh ngẩn người đi và anh ta đã phải tự đi lấy, và sau khi quay lại vẫn thấy anh ngẩn người đi. Anh đã nghĩ về cảnh anh và Millie đang hẹn hò trong nhà hàng và anh đã tặng cho cô một dây chuyền và cả buổi đi chơi của cả hai và buổi tối khi hai người nói chuyện và cả lúc họ làm tình với nhau. Lúc anh phát hiện ra cô ngoại tình với bạn mình. Quay về hiện thực, anh và bạn đang cho thử nghiệm chiếc xe phun lửa hệ thống đẩy. Du đã rời đi vào trong nhà và anh đã vào trong đập phá mọi thứ và vào nhà vệ sinh nôn hết mọi thứ ra và than trách nỗi lòng mình. Sáng hôm sau khi có người đàn ông tới để lấy những món đồ của Millie thì anh bạn Du đã phản ứng lên và đuổi cổ hắn ta đi và đe dọa hắn nếu quay lại sẽ giết hắn ta. Về lại trong nhà, anh đã thu dọn đồ của Millie hộ Du và nếu Du trở lên khá hơn sẽ đốt chúng thành tro. Du ngồi nhìn thẫn thờ trước đống đồ của Millie và anh đã vác súng phun lửa của mình ra đến nhà Millie và anh đã đổ quần áo ra và cho cô thấy anh dùng súng phun lửa đốt đi. Buổi tối hôm ấy, anh đã tâm sự với Cathy và cô đã hỏi anh về cả ngày hôm nay, anh đã đi ra ngoài đúng không? Phi anh trả lời không và gợi lại hình ảnh Millie đang cố dập tắt đống cháy anh gây ra, và cô còn hỏi anh đã quên được Millie chưa. Nhìn vẻ mặt của anh, cô đã rời đi và anh đã nói yêu cô. Đúng lúc đó, anh bạn Du vào nhà và đang hỏi anh cặp với Cathy sao, và anh đã nghĩ rằng câu trả lời kia của mình ngu nhất trên đời. Anh bạn Du đã gọi anh ra cùng thử chiếc xe anh mới cải tạo xong. Cả hai đã phóng như bay trên đường và họ đã dừng lại tại công viên, và Du đã tâm sự với bạn mình rằng anh không biết đã làm gì với Cathy và anh đã được người bạn của mình khuyên, và cả hai đã ngồi đó một lúc lâu. Còn Millie ở nhà thì đang nhốt mình trong phòng để lại mớ hỗn độn ở ngoài cho anh mình dọn dẹp. Khi về, Du đã tâm sự với bạn mình và nói ra suy nghĩ của mình rằng anh muốn dọn đi nơi khác ở. Anh bạn đã tán thành và đưa cho Du chiếc chìa khóa xe của cậu và rời đi. Khi đi ra ngoài thì cậu bạn đã bắt gặp một tên có ý định xấu và anh ta đã ra ngăn cản tên kia lại, và thì ra hắn tên là Mai và khuyên hắn ta dừng lại và đưa cho mình cây gậy, nhưng tên kia không nghe và đã dùng gậy đập nát kính xe. Thấy thế, anh liền ra giành lấy chiếc gậy từ tay hắn, và cùng lúc đó Du cũng ra gọi cậu lại. Anh đã dùng gậy đập vào đầu tên kia khiến hắn ta bất tỉnh rồi hoảng loạn. Anh đã chạy đi. Sáng ngày hôm sau, Du được Cathy đến và cắt lại bộ tóc và anh cũng đã cạo đi bộ râu của mình. Millie thì ở nhà nhận được vài tin xấu. Du đang ngồi với Cathy đi, anh đã đột nhiên đứng dậy thu dọn đồ đạc, và trước những câu hỏi của Cathy anh cũng không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết mình sẽ dọn đi. Và anh đã đuổi Cathy đi, và trong lúc đó Millie cũng đã đến nhà anh và nghe được hội thoại đó. Du đã đi mua đồ gì đó trong buổi tối và chuyển cảnh đến ai đó đang bị tra tấn. Cathy đã đến nhà Millie và cả hai đã xảy ra những mâu thuẫn và cô đã tức giận và bỏ đi. Cùng lúc đó, Du đã lái chiếc xe của mình đến và gặp Millie trong hình dạng. Mặt anh đã xăm râu quai nón và anh đã trách cô tại sao làm vậy với anh ta, và rồi anh đã lột quần áo cô ra và đè cô xuống rồi giết cô, rời đi trong chiếc áo trắng dính đầy máu. Cathy đã thấy và đến hỏi anh nhưng lại bị phớt lờ. Cô đã khóc và dùng súng đe dọa rồi tự sát. Chuyển cảnh lại lúc Du đang nhìn thùng quần áo của Millie và lúc Du và bạn mình đang độ xe và lúc họ ngồi tâm sự ở công viên và cả về những kế hoạch của họ. Quay về lúc anh đã giết cô xong thì quay lại cô đã ở sau anh và cả hai đã ôm lấy nhau, rồi quay về thực tại khi Du cùng người bạn thân định rời khỏi chốn này khi tâm sự ở công viên. Cảnh lại chuyển tiếp đến đoạn anh đã mang thùng quần áo của Millie đi đón ở vùng hoang mạc và ký ức của cả hai đã tràn về. Bộ phim đến đây kết thúc. Đây là một bộ phim vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Nếu các bạn thấy hay, hãy để lại cho mình một like để có thể đón chờ những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.